Chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã trở lại với channel Invest và Travel của Jason. Hôm nay Jason muốn chia sẻ cho các bạn về vấn đề Trading Earnings Report là ER mà Jason cũng thường hay nhắc trong những cái video trên YouTube của Jason. Trade ER là gì? Cứ mỗi 3 tháng, tất cả các công ty ở trên thị trường chứng khoán đều phải có trách nhiệm báo cáo về tài chính của họ cho những người đầu tư như là Jason và các bạn để biết người ta làm ăn lời lỗ ra sao trong mỗi quarter là 3 tháng. Thì vào những cái ngày mà các công ty đó report cái ER thì cổ phiếu của họ sẽ đi lên hoặc đi xuống rất là nhiều hơn ngày thường rất là đáng kể. Ví dụ ngày thường những cái công ty đó nó chỉ dao động khoảng tầm 1%, 2% vân vân, nhưng vào những ngày ER nó có thể dao động lên đến 10%, 20%, thậm chí còn nhiều hơn nữa, tùy theo vào cái report và tùy theo vào cái market ngày hôm đó. Vậy thì làm sao mình biết mình có thể trade như thế nào trước khi cái report đó đi ra? Có rất là nhiều người, thường thường người ta mua trước bằng cách là người ta mua một cái call là mua đường lên nếu người ta nghĩ rằng cổ phiếu sẽ đi lên, hoặc nhiều người sẽ mua đường put là người ta nghĩ rằng cổ phiếu sẽ đi xuống. Nhưng kết quả như thế nào thì phải tùy thuộc vào cái report. Đôi lúc, kể cả khi cái report nó tốt mà cổ phiếu vẫn đi xuống, hoặc là khi cái report nó xấu nhưng mà cổ phiếu vẫn đi lên. Một số người rất là giỏi về trading ER là người ta không cần phải trade stock vào mỗi ngày hay là mỗi tuần, mỗi tháng. Người ta chỉ đợi đến vào cái mùa report, cứ 3 tháng một lần người ta trade vào cái mùa đó. Thì thường thường sẽ có cả hàng trăm, hàng ngàn công ty report thì người ta có thể chọn một số cổ phiếu mà người ta đã quen thuộc để người ta có thể trade ER. Có rất nhiều hình thức để trade ER, nhưng mà hầu hết là mọi người đều thua khi người ta trade ER. Tại vì muốn trade ER mình phải hiểu về công ty, mình hiểu về cách trade, mình hiểu về cách option, những cái strategy nào cho phù hợp cho mỗi lần mình trade ER, và làm sao mình biết công ty đó sẽ đi lên hoặc đi xuống, hoặc là nó sẽ dao động bao nhiêu điểm vào ngày ER. Trước khi chia sẻ sâu vào vấn đề này, Jason muốn cho các bạn hiểu là tại sao Jason lại đề cập vấn đề trading ER. Nếu như các bạn đã từng sống ở Việt Nam thì hẳn các bạn cũng biết rằng người Việt Nam mình nói riêng cũng như người châu Á nói chung thì hay có cái quan niệm là giấu nghề. Mình nói ví dụ, ở Việt Nam ngày xưa mình còn nhớ mình đã được ăn những cái viên kẹo, những cái bánh dân gian rất là ngon, nhưng bây giờ không còn nữa. Tại vì những người làm nghề đó, những người nghệ nhân chẳng hạn, họ giấu nghề, họ coi đó là một cái bí quyết gia truyền, cho nên họ không muốn cho người khác biết, chết mang theo. Thành ra Việt Nam mình mất đi rất là nhiều cái hiếm hoi đó. Những người Tây phương, đặc biệt là người Mỹ thì các bạn biết rồi, người ta không hề giấu giếm bất cứ cái gì, người ta đều show tất cả cho mọi người biết. Và tại sao người ta làm như vậy? Vì người ta làm như vậy thì người ta càng phát triển hơn nữa. Bạn không thể nào lấy đi cái chất xám của người ta 100% được. Bạn không thể nào lấy đi những gì người ta đã suy nghĩ ra. Bạn chỉ có thể làm nó tốt hơn hoặc là làm nó tương tự. Thành ra không có gì để mất khi mình chia sẻ những gì mình biết, những gì mình đang có. Có lẽ đây là vấn đề văn hóa mà thôi. Jason cũng đã từng đi học ở rất nhiều nơi với những người thầy, người cô đã dạy cho Jason trong vấn đề chứng khoán. Và những người đó đã không bao giờ dạy cho mình tất cả. Mình phải về nhà, mình tìm tòi lại, mình phải nghiên cứu lại, mình phải động não, mình phải suy nghĩ thêm. Cho nên mình rất là hiểu cái chuyện mà khi các bạn đi học ở chỗ nào với ai thì không hẳn các bạn sẽ học được tất cả. Tại vì mỗi người, người ta dạy theo cái tâm huyết của người ta như thế nào. Có người dạy đơn thuần chỉ vì người ta muốn lấy tiền. Có người dạy vì người ta muốn truyền đạt là những gì người ta đang có. Có người dạy vì người ta thích, vân vân, rất nhiều lý do. Cá nhân mình cũng không có làm gì miễn phí. Nhưng khi mình đã làm là mình làm đến nơi đến chốn. Mình dạy hết mức, mình dạy một cách tận tâm, mình chia sẻ những gì mình đang có. Tại vì khi mà học sinh thành công là mình sẽ được vui lây, mình sẽ được thành công hơn nữa. Vì khi học sinh thất bại thì mình sẽ bị mang tiếng, cho nên không lý do gì để mình có thể giấu giếm những gì mình chia sẻ khi mình giảng dạy. Trong nhiều năm đầu tư vào thị trường chứng khoán, và Jason cũng đã học được rất nhiều nơi từ người này người kia, và Jason cũng đã đúc kết được cách thức làm thế nào để mình trade ER một cách hiệu quả nhất. Không phải là một cách perfect 100%, nhưng cái xác suất thắng hầu như rất là cao. Và Jason cũng đã làm ví dụ rất nhiều lần là bằng cách Jason chỉ dùng có 500 đô để Jason trade cho mỗi mùa ER. Dĩ nhiên với 500 đồng các bạn không thể thắng nhiều được, nhưng mà mình đang làm một cái ví dụ, mình dùng 500 đồng vào mỗi mùa earning, mình có thể trade trong phạm vi 500 đồng và những cổ phiếu mà có report vào cái quarter đó. Thì với 500 đồng có những lần mình thắng ví dụ như là 50 đô, 70 đô, 100 đô, đôi lúc nhiều hơn nữa. Nhưng sau đó mình dùng số tiền đó mình lại tiếp tục đầu tư thêm. Thì Jason sẽ chia sẻ những gì mình biết
những gì mình đang có, những kinh nghiệm mình đã trải qua, bằng cách là Jason sẽ dạy một cái lớp về ER report là earnings. Nếu như các bạn nào có hứng thú trade theo cách thức này thì có thể liên lạc Jason với địa chỉ email ở dưới đây. Các bạn cũng phải nhớ rằng không phải khi các bạn học xong là các bạn sẽ trade thắng 100% tất cả những cái mùa ER, nhưng các bạn sẽ có một cái kiến thức, các bạn sẽ có những cái kinh nghiệm của mình để giúp cho các bạn có xác suất thắng cực kỳ cao. Nếu các bạn nhìn trong hình nãy giờ thì các bạn cũng sẽ thấy rằng những cái cổ phiếu mình trade vào ER mình thắng bao nhiêu. Vì số tiền chỉ có 500 đồng cho nên mình không thể nào mà thắng được, dùng 500 mà thắng được 5.000, 10.000, đó là chuyện không thể nào xảy ra. Nhưng nếu như các bạn có nhiều tiền, các bạn trade với số contract, với số lượng nhiều thì các bạn cũng có thể thắng nhiều, đều đặn vào mỗi cái ER như vậy. Mình rất là thích trade ER tại vì nó không có bắt mình phải ngồi vào máy tính mỗi ngày mà chỉ tập trung vào mùa ER mà thôi. Nhưng các bạn cũng phải nhớ rằng không có gì là dễ dàng cả. Các bạn cũng phải bỏ công sức, bỏ một chút thời gian, bỏ một chút tâm huyết để các bạn có thể học, có thể nghiên cứu. Mình có thể nói như vậy, nó không hề khó, ok? Nó không hề khó chút nào. Các bạn chỉ cần có thời gian, các bạn thực tập thì các bạn sẽ làm được. Mình có thể nói vậy thôi, nó không hề khó, alright? Nhưng các bạn phải có kiến thức trước thì các bạn mới có thể làm được điều này. Và nhân dịp đầu năm cho nên mình nghĩ rằng cho đi là còn mãi. Mình sẽ không có dạy miễn phí. Tại vì các bạn phải hiểu rằng khi các bạn dạy miễn phí thì cái tư tưởng của những người đi học, họ sẽ không có serious, họ sẽ không có tập trung, họ sẽ không có bỏ tâm sức. Và kể cả cái người mà dạy học, họ sẽ không có động lực nào để mà có thể dạy 100% hết công sức của người ta. Cho nên mình sẽ lấy phí, nhưng cái phí nó sẽ rẻ vì cho đi là còn mãi. Nhưng mà nếu như các bạn không có rành về option, chưa có học qua những cái lớp option cơ bản thì mình sẽ không có nhận các bạn được. Các bạn thông cảm, không phải vì mình không có muốn dạy cho các bạn, nhưng mà mình hiểu. Nếu như các bạn chưa có rành về option, chưa có học qua những lớp option căn bản thì các bạn sẽ không hiểu được ER là gì. Nó sẽ mất thời gian của các bạn và cả mình. Cho nên những bạn nào đã biết option cơ bản rồi thì có thể đăng ký học lớp này nếu như các bạn có hứng thú. Còn nếu các bạn chưa có rành về option thì các bạn không thể học vào lớp này được. Alright. Nếu như có gì thắc mắc, các bạn có thể comment trong video hoặc là send cho mình một cái email, mình sẽ giúp các bạn trả lời những thắc mắc đó. Hôm nay một lần nữa, mình chúc cho các bạn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, trong năm nay, đầu tư luôn gặp nhiều thắng lợi cho dù đầu tư vào lĩnh vực gì. Ok, và sức khỏe là điều quan trọng nhất. Chúc các bạn và gia đình của bạn luôn bình an, sức khỏe dồi dào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video hôm nay và hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau.